Chào anh chị và các bạn, mình tên là Quyên đến từ công ty BSD. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn sử dụng Dashboard Supply Chain Apparel Sources and Risk Management. Dashboard này là một trong 10 dashboard quan trọng của ngành bán lẻ. Hơn nữa mình sẽ nói ý nghĩa và ứng dụng của nó. Và ở dashboard này, các nhà quản lý có thể phân tích vào việc tìm kiếm nguồn cung ứng thích hợp và quản lý rủi ro theo từng nhà máy được đặt ở các quốc gia theo từng khu vực khác nhau. Và dashboard này sẽ tập trung đi phân tích các mặt hàng là những mặt hàng về may mặc và thời trang. Để xem những thông tin trên dashboard thì anh chị có thể dùng các bộ lọc. Các bộ lọc như là bộ lọc về thương hiệu, về nhà máy, các nhóm sản phẩm, loại sản phẩm và kiểu mẫu, các kiểu mẫu về thời trang. Ví dụ như là về thương hiệu, khi lọc theo thương hiệu thì anh chị click vào thương hiệu. Ở đây ví dụ như anh chị bỏ chọn một thương hiệu đó là Moose Mountain Apparel, anh chị click vào để bỏ chọn. Như vậy lúc này trên dashboard của anh chị chỉ còn hiện hai thương hiệu, đó là thương hiệu R&D Apparel. Thương hiệu thứ hai đó là thương hiệu về Rocky Smith Clothing. Anh chị có thể chọn tất cả. À, là bộ lọc về nhà máy, anh chị có thể xem các thông tin chi tiết của từng nhà máy. Ở đây anh chị chọn on để bỏ chọn. Anh chị xem nhà máy. A0F5 và anh chị chọn on để thể hiện tất cả các thông tin của nhà máy. Với các bộ lọc còn lại, anh chị làm thao tác tương tự. Với biểu đồ về bản đồ thế giới thì ở biểu đồ này sẽ thể hiện các quốc gia nơi mà được đặt các nhà máy sản xuất với số lượng sản phẩm được thể hiện theo các màu. Ở đây anh chị có thể thấy là màu đậm là màu có sản lượng về sản phẩm nhiều và màu xám tức là màu nhạt dần thì có số lượng sản phẩm giảm dần. Với quốc gia là China, là quốc gia Trung Quốc thì anh chị có thể thấy là đơn vị vận chuyển với 15.121.962 đơn vị đã vận chuyển đi theo các chuỗi cung ứng và phần trăm trên tổng số là 42.43% với tỷ lệ rủi ro là trung bình. Ở rủi ro ở đây anh chị có thể hiểu là rủi ro về việc phá vỡ chuỗi cung ứng do các vấn đề như là vấn đề về chính trị, vấn đề về năng suất sản xuất của các nhà máy hay là vấn đề về các giấy tờ khi xuất nhập khẩu. Tiếp đến là quốc gia Việt Nam với số lượng đơn vị đã vận chuyển đi là 13.429.842 với phần trăm trên tổng số là 37.68% và có độ rủi ro rất là cao. Và độ rủi ro này sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngoài ra để xem chi tiết về từng quốc gia thì anh chị chỉ cần click chuột vào một quốc gia, ở đây ví dụ như là Việt Nam. Sau khi click chuột thì anh chị sẽ thấy được năng suất theo nhà máy, tức là những nhà máy này được đặt ở quốc gia là Việt Nam. Anh chị có thể là vùng màu xám với nhà máy là BK8L3 thì có năng suất là 74%. Và nhà máy này đã sản xuất được 6.997.694 đơn vị trên tổng số là 9.397.000 số lượng kế hoạch đề ra. Với phần kế hoạch đề ra anh chị thấy một đường màu đen. Với phần màu xám là năng suất thấp. Với nhà máy VK8L3 đang có năng suất thấp là dưới 75%. Và một nhà máy khác là nhà máy G8T3 có màu đỏ và năng suất là 79%. Năng suất này đang trên 75%. Tiếp đến một biểu đồ khác đó là biểu đồ theo rủi ro theo quốc gia và thương hiệu. Thì biểu đồ này sẽ thể hiện các thương hiệu. Ở đây sẽ có 3 thương hiệu. Và theo quốc gia đó là quốc gia về Việt Nam mà anh chị đã chọn. Với thương hiệu là R&D Apparel thì có tổng số sản xuất là 100% và có tỷ lệ rủi ro là rất là cao vì mình nên chọn một thương hiệu trên một quốc gia nên có tỷ lệ là 100%. Anh chị có thể nhấn chuột bên ngoài để khôi phục lại các thông tin như ban đầu.
Tiếp đến là ở biểu đồ về năng suất theo khu vực. Ở biểu đồ năng suất theo khu vực, anh chị có thể thấy các chỉ số về khu vực như là ở Asia là khu vực châu Á với năng suất là 68% và có màu xám. Tiếp đến là khu vực North America, tức là khu vực Bắc Mỹ, có năng suất là 80% và có màu đỏ. Với vùng màu đỏ thì anh chị có thể thấy là năng suất này đang trên 75%, nên khu vực Bắc Mỹ đang có màu đỏ và khu vực châu Á đang có màu xám với năng suất thấp. Anh chị có thể click chọn vào một khu vực để xem chi tiết, ví dụ như là châu Á. Lúc này trên biểu đồ là bản đồ sẽ thể hiện khu vực châu Á. Và năng suất theo nhà máy sẽ có các nhà máy đặt ở khu vực châu Á. Với rủi ro theo quốc gia và thương hiệu sẽ thể hiện các quốc gia theo khu vực châu Á. Đây là Việt Nam và China là quốc gia Trung Quốc. Trung Quốc thì anh chị có thể thấy các tỷ lệ phần trăm theo thương hiệu, với thương hiệu là ING Apparel. Tiếp đến là Việt Nam với thương hiệu ING Apparel với phần trăm tổng số là 42% và có tỷ lệ rủi ro khá là cao. Và tỷ lệ rủi ro khá là cao này so sánh với Trung Quốc thì Trung Quốc đang có mức rủi ro trung bình. Và phần trăm trên tổng số của thương hiệu này cũng cao hơn Việt Nam. Do đó nhà quản lý có thể quyết định rằng họ có thể dời những cái đơn hàng của thương hiệu R&D Apparel sang Trung Quốc hoặc là dời các nhà máy sản xuất bên Trung Quốc để họ có thể cải thiện được nguồn cung ứng và không bị phá vỡ chuỗi cung ứng. Tương tự như vậy, các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định với Moose A Mountain Apparel. Và như vậy, dashboard này đang cung cấp cho các nhà quản lý một bức tranh toàn cảnh về chuỗi cung ứng của công ty mình, từ việc quản lý công suất hoạt động của từng nhà máy theo từng quốc gia và từng khu vực, với mức độ chi tiết theo cấp sản phẩm. Họ có thể dịch chuyển nguồn cung ứng sang một quốc gia khác với các nhà máy công suất cao và các yếu tố rủi ro thấp. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho anh chị sử dụng dashboard và cũng như nói lên những ý nghĩa và ứng dụng của dashboard này. Có điều gì còn thắc mắc hoặc trao đổi, anh chị có thể liên hệ qua Facebook, Tableau Group hoặc qua diễn đàn forums.bsdinside.com hoặc qua email info@bsdinside.com. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.